Chiều ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai về việc thu hồi đất và kiểm kê lập phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận tại xã Dương Quan. Đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự chỉ đạo hội nghị. Theo thông báo số 574 TBUBNG ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện, Thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên có tổng diện tích thu hồi đất giải phóng mặt bằng là 9,05 ha liên quan đến 6 hộ dân, chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản và Ủy ban nhân dân xã Dương Quan. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã công bố quyết định thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án quyết định thành lập tổ công tác kiểm kê và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu đô thị hiện hữu với khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên và các khu công nghiệp chính trên địa bàn thành phố như V-Ship, Minh Đức, Đình Vũ bên cạnh đó cầu nguyễn trãi cũng đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố hải phòng nói chung huyện thủy nguyên nói riêng ngay sau hội nghị tổ công tác kiểm kê và lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tiến hành kiểm kê công khai các hồ sơ pháp lý thực hiện dự án để người dân nắm rõ đồng thuận thực hiện dự án Đảm bảo trong tháng 11 phải hoàn thành công tác kiểm kê, công khai phương án và hoàn thành công tác đền bù trong tháng 12 năm 2023.